Hy vọng bé đèn xoay của chúng ta là đến từ Mân Trẻ Sinh Linh. Mời các thí sinh dự thi Best Baby In Show chúng ta vào đây nè. Chúng ta sẽ thi Baby Hoa Chiếu ạ. Các thí sinh dự thi Best Baby In Show, xin mời các thí sinh dự thi Best Baby In Show chúng ta tiến vào ring thi đấu ạ. Chứ chúng tôi xin nhắc lại, còn thi Best In Show có runner up. Các thí sinh, các chú chó của mình mà có runner up thì chúng ta chuẩn bị sẵn để tránh mất quyền lợi. Xin cảm ơn. Chủ nhân của hạng 2 Baby Best In Show ạ. Hãy nhìn Baby Best In Show. Biết là chú chó nào sẽ đặt giải 2 đây ạ? Thank you.
sa đề dẫn rất là duyên dáng, rất là dễ thương không ạ? Rồi, xin cả nhà một tràng pháo tay thật to dành cho Sona Savoyan 100. Và cùng chủ nhân thương yêu của mình đang rảo bước. Cuộc thi của Phúc Tâm KK Savoyan 65. Rất là độc đáo trong lễ hội Halloween cùng với chủ nhân của mình. Một chào bắt tay cho các ca chú chiếc kia đánh quay, ban tổ chức có việc cần gặp ạ. À.